chạy. Sao cả nó lên đây nhỉ, lên đẻ à? Không biết. Ông đưa, mình giữ cái này, đưa cái cây này đây. Cho nó một giang nữa, nè. Cho nó, anh phải tắt tâm rồi. Chạy, chạy, chạy. Ôi, cho nó. Nó chạy nữa. Nó chơi đấy, con cá chơi tắt. Mày, con Miu gọi cho nó chơi liền rồi. Con Miu rồi, mày lắm rồi. Ui, ui, chơi đi, chơi đi, chơi. Được, có một thanh kia thôi, từ từ. Ui, nó chơi. để xiên nó. Rồi. Nhưng nó ra là mất đấy, kia kìa. Chơi chưa? Mày làm gì? Anh bắt con đất nào vui. Con gì đấy, chờ vi, chờ vi. Ôi, cứ chạy, cứ chạy. Ôi, con chạy chơi. Ôi, da. Kinh chưa? Ôi, tôi đâm trúng lưng nó mà không kia này. Ôi, cởi nó ruột này, cởi ruột này. Ôi, trời ơi. Ui, kinh điển chưa? Ui, 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 không biết đâu. Đấy, con chưa thấy ông không phải, không phải. Hả? Đấy, cá nheo. Nheo đâu mà nheo. Cá nheo suối, ơi. Cá nheo, cá nheo. Cá nheo á. Ui, nướng đây. Ui, tội, ui, đâm tọa bụng nó kìa. Anh ơi, lên đủ đá đây. Đâm tọa bụng nó đây. Tội trứng à. Tội trứng luôn. Tội trứng. Đi, nướng đây. Coi trứng luôn này. Đi đi đi. Đây này đi. Hãy cầm chặt tay anh sẽ dắt em qua đôi đầu này. Này, bao nhiêu mồm đây mọi người. Làm ra đi. Này phải cạo hết nhớt nó mới đấy được mọi người. Bây giờ hôm nay anh sẽ quyết định làm cho mày một món gọi là kinh điển. Ui, ăn như ăn cá gỏi nhá. Đúng rồi. Tức là sẽ lọc thật mỏng nó ra nhá, lọc đây là lọc hết phần thịt này ra này, xong rồi lát mỏng nó ra này để
sau nướng đá. Nướng đá. Trong nhỏ đây, anh phải là cho như con đấy. Cái nướng đậu ấy mình ăn xuống. Không, nướng đá nhá, nướng đá ấy, thì mình sẽ nướng theo kiểu gần chín. Tức là sẽ cho nó lật đi lật lại cái nóng nóng ấy là chén luôn. Tái à? Ừ, tái. Lọc, bây giờ lọc đã. Cái đấy là có mù tạt cơ. Có mù tạt. Nhà chả có gì ngoài đồ ăn. Con này mập nhập. Ăn xuống ấy. Tí nữa anh em mình xuống đi tắm không? Tí nữa nó hình nắng lên ấy. Tí nữa. Thái toàn mướng. À, đây. Áo em khô rồi. Hai phần thịt chính của con cá nheo nhé mọi người nhá. Đấy. Như nó như cái thịt cá ngừ ấy. Anh ơi nhìn này. Hai quả trứng của nó mới hấp dẫn này. Đây, đây phần đầu của nó đây. Cái này xương với phần đầu này khả năng nấu canh, còn cái này anh em mình sẽ lọc để nướng đá nhá. Lọc nướng đá. Bây giờ sẽ lọc nó từng khúc một này. Cắt khung, cắt viên đi. Cắt viên á, sợ nướng không chín không? Chín. Tí tao cắt viên cho mày ăn viên, tao ăn kia. Được. Ok nhá, tao sẽ ăn mỏng như thế này. Xa. Chúng anh lọc nhìn nát đấy. Con dao nó xịn quá mày hiểu không? Xa. Làm thái giống cá gỏi á. Rồi, không được miếng to mọi người ạ. Khả năng là nó hơi... Được. Từng miếng một. Hãy để em lên nhóm củi nhé. Ừ. Con này nó... Khả năng là bị mắc kẹt ở đây khá là lâu rồi. Không phải đâu anh ạ, nó lên ngược nước ấy. Ừ, nó lên đi thể mà nó... Ấy. Khả năng nó yếu, nó gần để là sao ấy. Này. Thế nên là rất là yếu. Nó cứ quẩn đi quẩn lại đấy. Sẽ nướng cả miếng này nhá. Còn miếng này cho nó bị nướng. Nướng già. Được, cho cả miếng này. Úi dạ. Bơ làm gì, không phải bơ đâu, tí nữa. Cho bơ vào đây, em thích ăn bơ nè. Bơ nó, cho bơ vào đây, nó dính. Nó wow. Dính ấy. Mọi người thấy hấp dẫn không? Mà này ăn lá này, còn mà đi để ăn khúc. Rồi, ôi, viên của mày không nóng mấy. Em đánh cái viên nhỏ nhỏ này. Nướng cái nhỏ nhỏ này. Tao không thích ăn bơ được. Sao? Này, không đưa. Hai cục luôn. Tình cờ bắt được bò lạc. Ôi dồi, lửa mau nhanh luôn. Nhanh nhở. Nhưng mà bên này của em không có lửa. Thì đây, nó bên này. Bên này còn có lửa. Nó không sủi mấy. Có khi là do gió cồn nó không được tập trung mọi người. Đây, cắt cái này. Hả? Nướng. Nướng trứng á? Trứng lâu chín lắm. Dễ. Mà trứng không ăn sống được. Nếu cắt một cái là xẻo một lát rồi. À, buồn. Mùa hè lên đây thì cực mát vậy. Mát lắm. Thích tắm thì tắm. Bây giờ mùa hè đây sẽ là khu resort của anh em mình. Đây này, trắng chưa? Okay. Nào, ấy, chấm muối chanh ớt à? Ôi, em là... chấm chi dầu. Ôi, dầu tạt này. Lấy lá ổi nữa, đẹp nhỉ. Trên cây có cây ổi mà. Ừ, anh đi lấy đi. Đó. Đấy. Từ từ ta làm nướng nhá. Mặc dù chưa chín lắm mọi người ạ, nhưng mà để đây nhá. Cấm nước ăn ra nhá, ta đi lấy lá ổi nhá. Bán này em dùng... Lá ổi, lá sung. Chi dầu chống đi ỉa mọi người ạ. Chi dầu này. Ui. Wow.
với tất cả mọi người nhá. Đấy. Vẫn còn sống này. Đấy, nướng tâm tâm này ăn ngon. Ăn sống đấy. Ngon mà. Gì đấy? Đồ đá à? Đồ đá. Có làm gì để nổi miếng đấy? Không ổn mọi người ạ. Phải xem lại. Bắn người đó. Nổi gì đấy? Đồ đá. Đồ cái cục nào rồi? Hình như là cục kia rồi. Cục nhỏ ấy. Cục đang nướng ấy. Cục kê. À đúng rồi, đây này. Không, không phải cục kê, cục này này. Sao nó nổ nhỉ? Đúng mà, hôm nay mình chọn. Thổi vào lửa đã. Ui. Không được, không được, không được. Không ổn mọi người ạ. Cắm 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 ra, cắm ra. Em chưa được ăn đâu đấy, anh được một miếng rồi. Kìa đấy. Chưa chín. Ui xa. Nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm. Thổi đi, thổi đi. Đi lên không hết cồn anh. Để cho là thổi từng cái một thì mới đấy được. Nướng đá này rất là nguy hiểm nếu mà không có kinh nghiệm. Quá nguy hiểm nhá. Tại vì phải chọn đúng cái hòn đá nào nó không đá quậy ạ, đá kia. Hòn này lúc nãy mình đã nghi ngờ rồi. Nhưng mà nó cũng thuộc dạng đá cuội để nướng được cái hòn này. Nhưng mà hòn này bây giờ để xem nào. Đúng rồi. Đây. Nổ đây. Nổ đây nhé mọi người nhá. May là nói chung là nó vừa nổ nhỏ, nếu mà những cái hòn mà không đủ chất lượng với kia nó nổ một phát nước toang luôn. Toang cái này bắn thì chết toi. Kiếm hòn khác đi. Bây giờ khả năng là phải thay đổi phương án. Nướng củi nướng. Hả? Nướng than. Nướng nhưng mà lại xẻo hết lên tối. Làm nào? Làm nào bây giờ? Đang ăn dở miếng. Trời em chưa được ăn đấy. Trời đánh tránh miếng ăn. Đấy chưa, tao bảo rồi. Phải những cái viên đá cuội như thế này này. Nhưng mà viên này nó bé quá. Mình không dồn lửa được vào. Thế nên là nó rất là lâu. Nó lại còn dày nữa. Hay như mình bắt nó lại đi. Đấy á. Bắt cái con này. Không được. Bé quá. Khả năng về đi. Về nấu. Bê về nấu. Nấu gì? Ăn luôn là mình ngon. Thì bây giờ không biết làm nào. Bây giờ đi kiếm hòn đá khác nhá. Ừ. Đây. Đi kiếm hòn khác đi anh ơi. Đấy, bây giờ mình... Cái gì? Hả? Móng à? Cái gì? Mấy con mông mỏng đấy. Nướng nhanh mà đặt một mẻ vào trong rồi. Nướng hết trong cái nhóc ăn. Không được, không được. Hôm nay gọi là hơi bị thất sách mọi người ạ. Bây giờ phải để mình sẽ đi kiếm một hòn thật là thủ tướng. Đây mọi người ạ, giờ chuyển sang phương án 2. Phải nướng. Mọi người biết tại sao không? Đây này, pha đầu tiên là nổ quả này. Pha thứ hai lại nổ tiếp quả này này. Nó vẫn đang này, vẫn đang sủi sủi nhá. Nhưng mà nó lại nổ tiếp. Đây, đấy, thấy chưa? Đấy, lại nổ tiếp này. Thế nên là thôi không chơi nướng đá nữa. Đấy, thấy chưa? Đang kiếm được một viên nó ưng ý rồi. Nhưng mà thôi, chơi phương án 2 đi. Nướng lửa. Đúng rồi, đi sang ăn đi. Đúng lửa đây rồi. Ê, sang ăn đi, nướng là mới ăn được nhá. Chín rồi thế nào anh ạ, tôi mất rồi. Đói quá, đội du lịch ở trên kia mở trạng cắm trại. Đang đốt lửa mầm. Ừ, trên này là chết lắm, ăn đấy. Này, cá mình ngon hơn, nhăn lên một chút. Trên đấy thì ăn nhé, cũng cả chút gà. Anh em giao lưu đây. Hả? Sao? Không có em làm thịt xinh. Đó, ta lên ngay. Đó quá. Ăn đi, ăn đi. Cá chê nướng ngọt, à cá nheo nướng ngọt. Lên trên này ngồi đi. Đi. Chà. Ui, chà chà. Úi. Ui, chắc lắm anh ạ, cái này chắc đấy. Ui, không phải cớ. Cầm gặm luôn. Chịu luôn á? Ừ. Wow, mời tất cả mọi người nhá. Một cái ánh vàng đấy, cho em chọc cái. Ừ.
Mọi người thấy chưa? Tuyệt vời chưa? Mời tất cả mọi người nhé. Trên này khá là nhiều người hay đi du lịch ở trên này mọi người. Nhưng mà thường thì người ta sẽ lên chỗ có cỏ bãi á. Cỏ bãi là anh em mình thầu lâu lắm rồi. Lâu lắm rồi thấy có một độ rất là đông ở trên kia. Ui ăn con da nó béo nha anh kìa. Béo lắm. May là hôm nay anh em mình lên sớm thì không đội gì phải bắt được con này. Ừ. Ngược khắp người. Cái gì đó? Một tạt à? Một tạt. Chả thơm ngọt. Béo. Đây này. Ăn nó phải thế này này. Ừ, cho em ăn miếng này à? Đấy, này. Im. Im đừng có chọc. Rồi, à. Đã, ăn thế nào gặp luôn. Ui già, ui. 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 Béo quá. Ui, ngon thế. Béo nhỉ. Con này đang chửa nó yếu yếu ấy. Chắc nó vượt nước. Chọc nó loài tí rồi.